Khi tất cả các anh em xem được video này thì các anh em đang muốn tìm cho mình được một món đồng hồ cổ vintage xưa giá trị, và nó vừa với cái mức thu nhập vừa với cái kinh tế của mình. Và tất cả những chiếc đồng hồ cổ vintage xưa thì đều không chống nước được anh em ạ. Đây cũng là một cái nhược điểm mà xuyên suốt, cũng như là một cái nhược điểm mà tất cả những anh em nào mà đang muốn theo đuổi, đang muốn tìm cho mình được những chiếc đồng hồ cổ thì đây cũng là một cái nhược điểm mà anh em sẽ phải vượt qua được. Và cũng là một cái nhược điểm nữa, đó chính là những chiếc đồng hồ vintage ấy, thì nó size nó không được to anh em nhé. Và nhiều khi mình đeo đồng hồ vintage này ra ngoài đường thì nhiều người bảo mình đang đeo một chiếc đồng hồ nữ, và quả đúng như thế anh em ạ. Bởi vì những chiếc đồng hồ vintage xưa nó làm size bé này, và độ mỏng nó khác với những chiếc đồng hồ đời mới bây giờ hầm hố và size to anh em nhé. Và trong video ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em một mẫu đồng hồ, và đây cũng là một video mà có 10 chiếc đồng hồ đều là những chiếc đồng hồ vintage rất là đáng được sưu tầm, dành cho tất cả những anh em đam mê thực thụ và theo đuổi những cái phong cách đơn giản, tinh tế và thanh lịch. Và tất cả những chiếc đồng hồ bên shop đồng hồ cổ Dung Hoàng em bán ra thì bên em đều cam kết là hàng nguyên zin, chính hãng 100%. Nếu anh em phát hiện ra hàng fake, hàng nhái, hàng không đúng như lời mô tả thì bên em hoàn tiền 100% giá trị sản phẩm anh em ạ. Và xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ của Dung Hoàng. Và chiếc đồng hồ đầu tiên mà em xin gửi đến tất cả các anh em đó chính là một bản đồng hồ đến từ thương hiệu Omega. Nhắc đến thương hiệu Omega thì anh em cũng biết rồi, đây là một trong những cái thương hiệu rất lớn và nổi tiếng của Thụy Sĩ, cũng như là tại thị trường Việt Nam mình được rất là nhiều người yêu mến và muốn sở hữu được một cái chiếc đồng hồ cái thương hiệu Omega anh em nhé. Và hôm nay em gửi đến tất cả các anh em là một phiên bản Omega Deville dáng tanh cổ điển anh em nhé. Một chiếc đồng hồ cá nhân em đánh giá nó cực kỳ đẹp và độ zin hoàn hảo. Dây là một cái sợi dây da bò màu đen làm tôn lên cái vẻ mặt màu nâu. Và chiếc đồng hồ này anh em cùng xem này, cái nền mặt của nó chia làm 4 ô bàn cờ, và nó thiết kế kiểu rất là mà cách điệu giữa các ô anh em nhé, và kiểu thiết kế kiểu hai kim hoàng gia đúng zin, đáy thép không gỉ, rất là bền. Và chiếc đồng hồ này thì được sản xuất vào những năm 1970 anh em nhé, và chạy với bộ máy cơ con lên dây đấy, dáng tanh cực kỳ là cổ điển và thanh lịch anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì có cái size là cái size 25 này nhân với lại 36 mm anh em nhé, mỏng nó khoảng 7,5 mm, cực kỳ mỏng anh em ạ. Và em xin tiến hành lên tay để tất cả các anh em cùng xem một cái dáng đồng hồ cá nhân em đánh giá nó cực kỳ đẹp anh em thấy không, lên tay cùng với một chiếc áo sơ mi dài nhìn nó rất là nổi bật, mỏng cán trên nền tay, sang trọng và rất là đẹp anh em nhé. Bản đồng hồ Omega này thì cá nhân em đánh giá nó cực kỳ thanh lịch và cái dáng tanh cổ điển anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì shop đồng hồ cổ Dung Hoàng em đang giao lưu là 7.500.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ hai trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ với một cái thương hiệu cực kỳ mạnh, thương hiệu Universal anh em nhé. Anh em thấy không, một bản Universal với nhìn vào là đã biết là độc đáo, nhìn vào là đã biết là nó là một trong những cái thương hiệu cực kỳ mạnh tại thị trường Việt Nam mình anh em nhé. Anh em thấy không, bốn chân càng của nó nhìn nó rất là cách điệu, sang trọng, độ mỏng hoàn hảo anh em nhé. Đúng zin có logo này, đáy được làm từ thép và nước vàng còn rất là đẹp. Chiếc đồng hồ này thì được sản xuất vào những năm 1960, chạy với bộ máy tự động anh em nhé, mỏng dính anh em ạ, chạy với bộ máy tự động khuy áo, có hỗ trợ có tay anh em nhé. Đấy, và anh em chỉ cần lên cót cho nó để mồi cót và anh em đeo cũng như là sở hữu nó, chiếc đồng hồ này thì cực kỳ giá trị anh em ạ. Cái thương hiệu Universal cũng là một trong những cái thương hiệu lớn của cái thương hiệu Thụy Sĩ, và được em kết hợp với một sợi dây da ngoại anh em nhé, dây này cực kỳ tốt. Và ở Việt Nam mình cũng rất là khó đấy anh em ạ, khó kiếm được cái sợi dây loại tốt như thế này. Mà nếu mà có, anh em phải bỏ ra hơn 1 triệu đồng để mới mua được một cái sợi dây nó giá trị như thế này. Và bản Universal Geneva này thì nó có một cái size mặt chuẩn size vintage xưa anh em nhé. Size mặt là size 34.5 mm, mỏng nó khoảng 7,5 mm. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Bản đồng hồ lên tay phải nói là cực kỳ nhã nhặn và tinh tế anh em ạ.
Anh em thấy không? Nó rất là đẹp. Và chiếc đồng hồ này, anh em nào yêu thích sự độc đáo và cổ điển thì hãy nên sở hữu anh em nhé. Và chiếc Universal này thì bên shop em đang giao lưu mã số 2, giá 16.500.000 đồng anh em ạ. Và chiếc đồng hồ thứ ba trong video ngày hôm nay đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ quân đội. Và đây là một cái dòng đồng hồ cực kỳ đẹp với một cái nền màu mặt màu xanh ngọc anh em ạ. Khung vỏ được làm từ thép không gỉ. Và chiếc đồng hồ này đến từ thương hiệu Phantom Watch. Và chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy lên cót 21 GHz anh em nhé. Em lên cót để tất cả các anh em cùng xem. Nó rất là dễ dùng thôi. Đấy, nó đang chạy rồi anh em này. Chiếc đồng hồ này thì cá nhân em đánh giá nó rất là độc đáo tại thị trường Việt Nam, bởi vì một cái đai hồ này mặt màu xanh ngọc như thế này cực kỳ khó kiếm anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này được em kết hợp với một sợi dây da bò màu cùng màu với màu xanh của cái nền mặt. Và chiếc đồng hồ này có một cái kính bằng mica zin ở cái nút lệch có một cái giọt nước, anh em thấy không? Kính mica làm bằng nhựa mà còn zin thì chứng tỏ là người sử dụng sở hữu được giữ gìn rất là cẩn thận anh em nhé. Và một cái tầm đờ mi giữa các cọc số kim và một cái đeo ổ nền mặt với một cái chất thép bóng dành cho anh em quân đội cực kỳ là bền bỉ. Và chiếc đồng hồ này thì có cái size mặt là size chuẩn 33mm anh em ạ. Nó dày nó khoảng 10,5mm và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Cái bản đồng hồ phải nói cực kỳ sang trọng và tinh tế anh em ạ. Đấy. Anh em thấy không, diện áo sơ mi lên tay cực kỳ đẹp. Đấy, rất là sang trọng. Nó nhỏ nhắn, nó toát lên những cái vẻ đẹp của nét cổ điển vintage xưa. Và chiếc đồng hồ này thì bên shop đồng hồ cổ Dung Hoàng em đang giao lưu là 8.800.000 đồng anh em ạ. Chiếc đồng hồ thứ tư trong video ngày hôm nay là một bản đồng hồ đến từ một cái thương hiệu cực kỳ lớn, đó chính là Girenci. Chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy cơ cót lên dây anh em nhé, và được sản xuất vào những năm 1960. Anh em cùng chiêm ngưỡng, nó cũng rất là dễ sử dụng thôi. Chiếc đồng hồ này chỉ cần lên cót và anh em chỉnh giờ cho nó là nó có thể hoạt động được, rất là trơn tru. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái size mặt cũng chuẩn size vintage xưa. Cái đai hồ nền mặt của nó anh em ạ. Đấy, anh em nhìn nhỉ, cái đai hồ nền mặt của nó cực kỳ đẹp. Đấy. Nhìn nó làm hiệu ứng phát sáng cực kỳ tốt. Và chiếc đồng hồ này có một vị trí lệch góc 3 giờ tiện lợi, nước vàng và rất là đẹp anh em nhé. Zin 100%. Đó, phía đáy thì có triện cái logo Girenci thương hiệu. Và chiếc đồng hồ đáy thép như thế này thì nó chịu được cái mồ hôi ra ấy, nó không bị mòn hay bong chóc gì anh em nhé. Đây cũng là một cái thiết kế phải nói là những cái người xưa họ đã nghĩ ra được cái tầm nhìn tương lai anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì có size mặt là size 34mm anh em nhé. Mỏng nó khoảng 9mm. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Anh em không thích sự cầu kỳ thì lên tay một chiếc đồng hồ một nền mặt trắng như thế này cực kỳ đẹp anh em ạ. Đấy, rất là sang, đơn giản tinh tế. Và giá chỉ có 4.500.000 đồng thôi anh em nhé. Mã số 4, 4.500.000 đồng anh em ạ. Và chiếc đồng hồ thứ 5 là một bản đồng hồ rất là đẹp với một cái thiết kế dáng tròn và một cái đai hồ nền mặt vàng mỡ gà zin nguyên bản anh em nhé. Một bản đồng hồ Rotary với một cái logo bánh xe và có đôi cánh. Chiếc đồng hồ này mỏng dính anh em ạ. Đấy, anh em nào mà đang muốn tìm cho mình một chiếc đồng hồ mỏng ấy, thì đừng bỏ lỡ sản phẩm này, giá cực kỳ hợp lý anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy cơ cót lên dây và nó có một vị trí lệch góc 6 giờ rất là tiện lợi và nó mang lại những cái sự tài lộc. Đây là lịch lộc anh em nhé. Các cọc số là các cọc số nổi và hai kim hoàng gia, thiết kế rất là đơn giản tinh tế. Và chiếc đồng hồ này thì được kết hợp với một sợi dây da bò. Thiết kế chiếc đồng hồ này em rất là thích anh em ạ. Size chuẩn size 34 anh em nhé, 33.5. Và mỏng, mỏng nó khoảng 7,5mm. Chiếc đồng hồ này cực kỳ mỏng. Đấy, em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Sang trọng lắm anh em ạ, sáng tài và tinh tế. Và bản Rotary này thì bên shop đồng hồ cổ Dung Hoàng em đang giao lưu là 4.500.000 đồng anh em nhé.
Và bản đồng hồ thứ 5 trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ đến từ nhà vua Mark anh em nhé. Một trong những cái thương hiệu rất là lớn và rất là ít có tại thị trường Việt Nam mình. Chiếc đồng hồ chạy với bộ máy cơ cót lên dây và nước vàng còn rất là đẹp. Chiếc đồng hồ này thì cũng rất là dễ sử dụng thôi. Anh em thấy không? Cái logo nó như kiểu là một đôi mắt đấy, nó rất là đẹp. Và thương hiệu vua Mark này thì cũng rất là ít có tại thị trường Việt Nam mình. Anh em chỉ cần lên cót và chỉnh giờ cho nó là anh em đeo thôi. Đáy được làm từ thép còn nguyên zin 100% anh em nhá. Chưa có động chạm bất cứ một cái gì cả. Và chiếc đồng hồ này được em kết hợp với một sợi dây da bò màu xanh. Màu xanh này rất là hiếm anh em nhá. Đeo lên tay cực kỳ sang. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 34mm. Dày nó khoảng 10mm anh em ạ. Và em lên tay. Anh em thấy không? Nhìn nó rất là lịch sự và đầy những cái vẻ đẹp thanh lịch. Anh em nào công sở đeo cực kỳ là đẹp và tinh tế anh em nhé. Đấy, nó nhã nhặn, nó không cầu kỳ. Và những chiếc đồng hồ vintage nó là những cái chiếc đồng hồ mà hội tụ cực kỳ nhiều nét đẹp thời gian anh em nhé. Và bản vua Mark này thì bên shop đồng hồ cổ Dung Hoàng em đang giao lưu là 5.500.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ 6 trong video ngày hôm nay, thứ 7 trong video ngày hôm nay là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Magic, cũng chuẩn đồng hồ Thụy Sĩ anh em nhé. Rất là đẹp, đơn giản thôi nhưng mà mỏng và nó hội tụ rất là nhiều nét đẹp. Một cái đai hồ này mặt anh em thấy không, nó trải tia và sáng rất là tốt. Và chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy cơ cót lên dây anh em nhé. Giá thì cực kỳ hợp lý. Bản Magic này thì bên shop đồng hồ em đang bán có hơn 4 triệu thôi. Size là size 19-16 anh em nhé. Bản Magic này thì nó mỏng và cái thiết kế kiểu nó phá cách. Cái niềng benzen nó làm kiểu phay xước nhìn nó rất là đã. Và nó chạy với bộ máy cơ cót lên dây, được sản xuất vào những năm 1960 anh em ạ. Lên cót rất là êm. Và size mặt của chiếc đồng hồ này là size 34mm. Mỏng nó khoảng 8,5mm anh em ạ. Em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Đó, bản Magic này nó mỏng nên tay cực kỳ ôm, sang trọng lắm anh em ạ. Đó, sợi dây đen cũng cùng tông và nó làm nổi bật lên cái nền mặt trắng đẹp sang. Và chiếc đồng hồ này thì bên shop đồng hồ cổ Dung Hoàng em đang bán là 4.500.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ 8 cho video ngày hôm nay là một bản đồng hồ cực kỳ tuyệt vời anh em ạ. Một bản Uno rất là đẹp và nó như một chiếc hàng nốt anh em ạ. Đấy, tổng thể di nguyên bản 100%, chưa qua làm lại bất cứ gì cả. Bản Uno Cielok chạy với bộ máy cơ cót lên dây 21GB và một cái đai hồ nền mặt anh em thấy không, nhễ nhụa cực kỳ đẹp, bóng bẩy sang trọng, các cọc số nổi và bộ hai kim lá lúa cổ điển. Đấy, chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy cơ cót lên dây, được sản xuất vào những năm 1960 anh em ạ. Đấy, rất là đẹp. Và em lên cót rất là dễ sử dụng thôi. Anh em lên cót và anh em rút núm ra, anh em chỉnh giờ, thế là anh em sử dụng thôi. Và bản Uno này thì có một cái size mặt là size gần 34mm và mỏng 8,5mm anh em nhé. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Bản Uno rất là sang trọng và tinh tế. Đấy, mặc với cái áo diện với cái áo sơ mi này cực kỳ đẹp anh em ạ. Và bản Uno này thì bên shop đồng hồ cổ Dung Hoàng em đang bán là 4.800.000 đồng anh em nhé. Và chiếc đồng hồ thứ 9 trong video ngày hôm nay là một bản đồng hồ đến từ nước Nga. Đây là một cái phiên bản đồng hồ với một cái đeo nền mặt bản đồ chiến tranh của đất nước Nga, cực kỳ là hiếm và gần như là không có tại trường Việt Nam mình, độc nhất tại shop đồng hồ cổ Dung Hoàng em. Đấy, em dám khẳng định luôn, bởi vì là không tìm thấy mẫu thứ hai tại thị trường Việt Nam luôn. Và chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy cơ cót lên dây và anh em chỉ cần lên cót và anh em chỉnh giờ là nó sẽ hoạt động và nó sẽ chạy cực kỳ chuẩn xác anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này thì được khung vỏ được bọc vàng au. Đây, au nó triển ở au 20 anh em nhé. Đáy được làm từ thép này. Và sợi dây là sợi dây da bò màu đen làm tôn lên cái vẻ mặt trắng. Và em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Bản đồng hồ này thì có một cái size mặt là size 35 chuẩn. Mỏng nó khoảng 11mm anh em ạ. Đấy, lên tay rất là sang trọng anh em nhé.
với cái tông cực kỳ là độc đáo và hiếm có tại thị trường Việt Nam mình. Bản đồng hồ này thì bên shop đồng hồ cổ Dung Hoàng em đang bán là 4.500.000 đồng anh em nhé, cho một phiên bản độc nhất tại thị trường Việt Nam. Anh em nào mà chưa có thì hãy nhanh tay sở hữu. Và chiếc đồng hồ cuối cùng trong video ngày hôm nay là một bản đồng hồ Bulgari 23 đến từ nước Nga anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này thì nó đã có màu thời gian nhưng mà cực kỳ đẹp anh em ạ. Đấy, chiếc đồng hồ này nó nên màu thời gian cực kỳ là đúng đậm chất cổ điển. Bulgari 23 thì anh em biết rồi, nó mỏng bay ra rất là đẹp. Chiếc đồng hồ này thì anh em nhìn thấy cái nền mặt của nó, nhìn nó làm hiệu ứng bắt sáng rất là tốt với một cái đeo nền mặt vàng mỡ gà Bulgari Deluxe 23 juan. Bản đồng hồ này thì cực kỳ nhẫn nhụa với một cái đeo nền mặt đẹp và tổng thể giữ nguyên bản anh em nhé. Nó có những cái nét thời gian trên cái chiếc đồng hồ này. Đấy, em quay cận cảnh để anh em cùng xem. Cái bản đồng hồ Bulgari 23 này thì anh em quá quen thuộc rồi, nó mỏng dính và cái size của nó thì cũng rất là chuẩn, size 35, mỏng nó khoảng 8,5mm anh em ạ. Nhìn nó rất là hay, đẹp, mỏng dính anh em ạ. Và anh em nào đam mê những cái nét vintage thực thụ thì không nên bỏ lỡ chiếc đồng hồ này, nó nên màu thời gian rất là đẹp. Và chiếc đồng hồ này em bán chỉ có 1.800.000 đồng thôi anh em nhé. Và em vừa gửi đến tất cả các anh em một video gồm có 10 chiếc đồng hồ và 10 chiếc đồng hồ này cũng là 10 chiếc đồng hồ vintage rất là đẹp và cá nhân em sưu tầm về thì cũng muốn gửi đến tất cả các anh em để anh em nào yêu thích những mẫu đồng hồ này thì anh em hãy gọi điện hay cũng như kết bạn Zalo để nhanh nhất chốt được chiếc đồng hồ này. Và tất cả những cái chiếc đồng hồ vintage này thì nó là những chiếc đồng hồ đã đến bây giờ là đã 60 tuổi rồi, còn nguyên bản như thế anh em ạ. Và tất cả những mẫu đồng hồ cổ thì nó size nó không to và nó không chống được nước, nên là anh em nào mà đang muốn sưu tầm thì hãy muốn chơi được những chiếc đồng hồ vintage này anh em phải có kinh nghiệm để sưu tầm để chơi trước khi mà anh em có thể chốt được những chiếc đồng hồ này, bởi vì là những chiếc đồng hồ đây là những chiếc đồng hồ mà không phải mình có tiền là mình lấy về được anh em ạ, rất là khó, sưu tầm cực kỳ khó anh em ạ. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video và đã luôn tin tưởng và ủng hộ shop đồng hồ cổ Dũng Hoàng em trong suốt thời gian dài vừa qua.